quá trời luôn. Hai nhà bên kia nó khác team nhau luôn, không phải cùng team. Đẹp trai không em? Phải anh đẹp trai không? Anh vừa hà đi chứ. Em không có gì để nói à? Không, anh đang căn địch. Hãy nói gì đi em? Nói đi, hãy nói gì đấy đi. Ôi da, có người à? Bên kia hai team đấy, một team nhà đỏ, một team nhảy ra hàng rào bên này rồi nè. Đấy là đi đi hiến mạng cho em đấy chứ. Hết đạn luôn. Chờ nó công thôi chứ em không có súng công đâu. Nó đâu rồi? Nó sau cái hàng rào này nè. Nó bên kia đường. Đúng không? Nhà này vẫn còn nè. Em công sắp của em ta nó cũng không dám công nữa, em phải cầm khẩu gì đấy đã vừa hết đạn đấy chứ. Nhà kho một thằng. Còn này chắc nó không dám công mình đâu. Nó bắn ở tường không? Nó nhà kho. Tích kho cơ. Anh có đàn chín không? Anh vừa vứt đây 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 đàn chín hả? Đúng chính xác đàn chín đó. Ui may cho em đấy. Thank you. Mẹ anh nghĩ anh sẽ công em ạ. Điếu. Đấy luôn, đấy luôn. Từ từ từ. Trong nhà này nè. Hai team nó vẫn bắn nhau, chưa bắn xong đâu. Ok. Bứt mẹ sao bốc ra đường tự nhiên này sao bốc lại tụt vào nhà đủ hai em ơi. Còn một thằng bên kia nữa, còn một thằng sau nhà nữa. Ok em ơi, em là nó có chết không? Nó sẽ chết trong cái vòng tay của anh. Ôi anh nốc thằng nào đấy vẫn còn. Còn hai team mà. Thế anh nóc thằng nào đấy? Anh nóc thằng đồng đội, thằng thằng team sau. Em nóc, em giết team trong nhà mà. Không, cái pha vừa rồi anh bắn à, anh bắn thằng này chết thằng đằng sau em hiểu không? Mà À. đục rồi, mình thằng kia vẫn đứng bắn anh được. Thế mà em tưởng em thấy nó rồi, em tưởng anh thấy nó rồi Thì anh thấy thằng đây nè, mà anh thấy thằng này mà đã hiểu do thằng này ở đây chứ. chứ. Bà bố ngủ quá tao tao thấy thằng đây tao thấy thằng ngồi lon lon bên kia em hiểu không, còn bắn bạc mình bảo nên rồi nó đụng má cay thiệt xấu hài thực sự lấy một thằng này mà thằng mình thằng sau chết rồi. Mình bảo ủa sao nó nốc mà sao nó đứng nó bắn được mình. Đó gọi là chó mèo đánh nhau gà chịu trận đó. Đéo hiểu sao thằng kia cũng đang kiểu ô kìa. Mày kê kiểu gì đấy chứ. Thằng đó chắc cũng yếu lắm rồi mới bị anh bắn chết đó chứ. Là vừa bắn nhau không nó trúng ba viên liền á, tại vì đứng song song với nhau em hiểu không, mà anh ghìm tâm chỗ có nghĩa là cái thằng này thì nó đứng sát tường mà thằng đồng đội là lần đầu cũng đứng sát tường, thế là ví dụ thằng này đứng đây nhá, thằng đồng đội đứng sau, thế là anh bắn cho thằng kia xích ra ngoài, còn anh cái này đúng cái chỗ đấy cháy vì cái thằng ACE nó không 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 ghìm được.